Xin chào các vị Pháp Sư Các vị Đồng Tu Xin mời ngồi Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Kinh văn tờ thứ 12 Tờ thứ 12 đếm xuống hàng thứ hai, đếm xuống hàng thứ hai. Chúng ta đem đoạn văn này đọc qua mấy câu. Phù tam quy ngũ giới giả, cái thị xuất khổ hải chi tân lương, thú niết bàn chi căn bản, tác tỳ ni chi tìm thứ. Vì thất chúng chi sùng cơ Dạng thiện tích thử nhi sanh Thật Phật Pháp chi bình địa Mấy câu nói này Lần giảng trước chúng ta đã đọc qua Ở trong đây có một danh tướng quan trọng chính là niết bàn ấn độ xưa trước khi thích ca mâu ni phật xuất hiện ấn độ chính là một nước lớn văn hóa tôn giáo toàn thế giới Đích thực có thể nói như vậy Đặc sắc của họ chính là Xem trọng thiền định Thiền định Thông thường nói Chính là tâm thanh tịnh Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng họ chú trọng cái này công phu thiền định đương nhiên có cạn sâu khác nhau cho nên họ đem nó phân thành tám tầng thứ tứ thiền bác định Ít thực có người Đạt đến cảnh giới tối cao Chính là cảnh giới của định thứ 8 Ngay trong thiền định Thời gian cùng không gian Đều không tồn tại Chúng ta dùng thuật ngữ Của khoa học hiện tại để nói Đột phá được Duy thứ thời không Thế là Tình hình trong sáu cõi Bên trên Đến phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên Dưới đến A tỳ địa ngục Trong sáu cõi này có thể nói là cảnh giới mà họ chính mắt thấy được chính tai nghe được chính họ tiếp xúc được đây là cảnh giới hiện lượng đây không phải là tỷ lượng không phải suy tưởng không phải suy lý là cảnh giới đích thân thấy được không phải một người thấy được chỉ cần bạn có loại xác định này bạn đều có thể thấy được đây là phù hợp với tinh thần của khoa học chân thật có người tác chứng định thấp cạn thông thường chúng ta gọi là vị đáo định vẫn chưa đạt đến sơ thiền họ có định chưa đạt đến cái tầng thứ này tình hình trong dục giới chưa được rõ ràng lắm đạt đến sơ thiền đây mới là nâng cao lên đến trời sắc giới đến tầng thứ năm Họ liền đến trời vô sắc giới Tuy là có thể đạt đến tầng thứ cao nhất Tầng thứ 8 Hướng lên trên nữa Thì họ không thể đột phá Vì sao vậy? Trong đây sinh ra một hiểu lầm cảnh giới của phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên cảnh giới cao nhất của vô sắc giới là như thế nào vậy chúng ta không có cái công phu này chưa từng thấy qua những người tu định này nói với chúng ta họ gặp được cái cảnh giới này giống như câu chuyện ấu học quỳnh lâm đoạn mở đầu đã nói là một cảnh giới hỗn độn sơ khai cho rằng đó chính là khởi nguồn của vũ trụ cái hiểu lầm này họ chỉ đến chỗ này mà thôi đem cái cảnh giới này gọi là niết bàn ý nghĩa của niết bàn, chúng ta giảng lược mà nói qua, nó là tiếng ấn độ xưa, tiếng phạn, phiên dịch hoàn toàn gọi là ma niết bàn na. Người Trung Quốc chúng ta thích đơn giản, nên chỉ gọi là niết bàn. Hoặc giả thêm một chữ đại Ma ha là đại Đại bác Niết Bàn Cái thuật ngữ này thường hay Xem thấy ở trong kinh điển Còn dùng hai chữ Niết Bàn này là nhiều nhất Người Trung Quốc ưa thích đơn giản Đại bác Niết Bàn Dịch thành ý trung văn Gọi là diệt độ Diệt là cái gì? Diệt là diệt phiền não Độ Là độ sanh tử Đối diện với sanh tử Là không sanh không diệt Cho nên Niết Bàn chính là không sanh không diệt Chúng ta từ có sanh có diệt Cái sanh tử này Có thể độ đến không sanh không diệt Đây là mục tiêu cuối cùng Của thuật ngữ Tôn giáo Ấn Độ Hy vọng có thể quay lại Không sanh, không diệt Đây là Một thuật ngữ Rất cổ xưa Tôn giáo Ấn Độ Xưa đều có Đều là mục đích truy cầu của họ Có đạt đến hay không? Chưa đạt đến không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Thọ mạng của họ Trên kinh Phật nói với chúng ta Tám dạng đại kiếp Cái thời gian này rất dài Một cái đại kiếp Là cái thế giới này của chúng ta Chỉ ít là hệ ngân hạ một cái đại thiên thế giới này Thành trụ hoại không một lần Một lần thành trụ hoại không Gọi là đại kiếp Thành trụ hoại không là trung kiếp Bốn cái trung kiếp Thành là một cái trung kiếp Trụ hiện tại là trụ hoại không Bốn cái trung kiếp trở thành một đại kiếp người của phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên thọ mạng của họ là tám dạng đại kiếp hay nói cách khác hệ ngân hạ của chúng ta thành trụ hoại không tám dạng lần bạn nói xem cái thời gian này bao lâu thọ mạng dài nhất trong chúng sanh sáu cõi khi tám dạng đại kiếp đến rồi Sức định của họ mất đi Mất đi thì thế nào? Tâm họ liền loạn Tâm vừa loạn Họ liền sanh ra hoài nghi Liền hủy bác Thánh nhân từ trước đã nói Sau khi chúng ta chứng đắc Bác Niết Bàn Thì không còn đọa lạc Không sanh không diệt Vì sao hiện tại lại có sanh diệt Hoài nghi lời của cổ Thánh Tiên Hiền có vấn đề Loại hoài nghi này Chính là hủy bán Thánh Hiền Sinh ra hiểu lầm đối với Thánh Hiền Cái tội nghiệp này Đọa A Tỳ Địa Ngục Chân thật gọi là Trèo càng cao, té càng nặng Trèo lên đến đỉnh điểm Khi rơi xuống thì vào thẳng A Tỳ Địa Ngục Không nên nói là Đến phi phi tưởng thiên Phàm đến trời tứ không Hoặc giả là đến trời tứ thiền Đệ tứ thiền Luôn luôn Sinh ra cái sai lầm này Hủy bán Phật Bồ Tát Hủy bán Thánh Hiền Thì đều đọa lạc Vì Niết Bàn có hay không? Phật nói có Không ở sáu cõi Trong sáu cõi không có Niết Bàn của Tiểu Thừa A-La-Hán đã chứng Siêu diệt sáu cõi Chúng ta biết có 10 pháp giới Bên ngoài sáu cõi Còn có pháp giới bốn thánh Thanh văn duyên giác Đã chứng được là Niết Bàn Chính là họ đã nói Chân thật Phiền não đoạn tận rồi Phiền não gì vậy? Kiến tư phiền não trong sáu cõi Trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là chấp trước Chấp trước chính là kiến tư phiền não Cái thứ này không còn Đoạn tận rồi Nói được tường tận một chút kiến tư phiền não đem nó phân khai ra kiến tư kiến là cái gì cách thấy thấy sai rồi tư là cái gì cách nghĩ bạn nghĩ sai rồi cho nên chúng ta cũng gọi là kiến hoặc cùng tư hoặc hoặc là mê hoặc trong kiến hoặc quá nhiều rồi vô lượng vô biên phật gì để dạy học giảng kinh nói pháp thuận tiện đem nó quy nạp lại quy nạp thành năm loại lớn kiến giải của chúng ta cái thứ nhất là thân kiến đem cái thân thể cho là chính mình đây là sai lầm cực lớn thân không phải chính mình. Cái gì là chính mình? Cái thế gian này có rất nhiều người nói linh hồn là chính mình. Cao hơn rất nhiều so với lấy thân làm chính mình, vì sao vậy? Linh hồn không có sanh diệt Linh hồn không có chết Đem linh hồn xem thành chính mình Thì có thể buông xả đối với thân Linh hồn Thông thường người ta đều gọi là linh hồn Người chân thật Có học vấn Người tường tận Biết được linh hồn không linh Hồn nếu linh mà nói Chúng ta đầu thai đến cái thế gian này Tại vì sao không đầu thai đến nhà đế dương Đến nhà người phú quý để hưởng phước Tại vì sao đến nhà người nghèo khó Có thể thấy được nó không linh Khổng phu tử Nói rất hay Nói được rất gần với sự thật Khổng phu tử không gọi nó là linh hồn Gọi nó là du hồn Trong kinh dịch nói Tinh khí di vật Du hồn di biến Vật là cái gì? Vật chất Vật chất từ đâu mà ra? Tinh khí biến ra Con người chúng ta du hồn Ở trong sáu cõi Tốt Du tốt Vì sao vậy? Tốc độ của nó rất lớn Nó không có không gian cùng thời gian loại chướng ngại này nó không có tốc độ rất nhanh so với sóng điện từ so với sóng quang còn nhanh hơn cho nên gọi nó là du hồn có đạo lý không luận linh hồn cũng tốt du hồn cũng tốt không ra khỏi sáu cõi ra sáu cõi thì không gọi là du hồn không gọi linh hồn đó là cái gì vậy thì phải đổi một danh từ gọi là linh tánh linh tánh ra khỏi sáu cõi đây là cái gì Linh tánh là giác Giác mà không mê Linh hồn là mê mà không giác Là một sự việc Mê ngộ không đồng Không mê gọi là linh tánh Linh tánh chính là pháp tánh Chính là tự tánh của chúng ta Đó là cái gì? Đó là chân thật chính mình sự việc này nếu không phải phật xuất thế vì chúng ta nói ra thế gian không có người biết ấn độ xưa những nhà tôn giáo đó chỉ nói đến linh hồn mà thôi chưa hướng nâng lên trên cao vì sao vậy họ không ra khỏi sáo cõi cho nên học phật cái đáng quý nhất chính là nhận biết chính mình hiện tại chúng ta chưa minh tâm kiến tánh thế nhưng đối với linh tánh cái sự việc này quen tai nghe được quá nhiều rồi tu hành tu cái gì chính là làm thế nào có thể thân chứng có thể chứng đắc đem tự tánh tìm ra Trong Đại Thừa Giáo Phật lại nói với chúng ta Tự tánh có rời khỏi chúng ta hay không? Không rời khỏi Mắt chúng ta có thể thấy Tai có thể nghe Mũi có thể ngửi Lưỡi có thể nếm Ý có nhận biết là cái gì? Kiến gian giác tri này là cái gì? Kiến gian giác tri chính là tự tánh của chúng ta phải nên biết tự tánh vì sao mê trong kiến văn giác tri khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước nó liền biến chất rồi liền biến thành du hồn đây cũng là thế tôn ở trên kinh hoa nghiêm nói với chúng ta Tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ đức tướng như lai Đây là bổn lai diện mục của chính chúng ta Hiện tại ở trong sáu cõi Biến thành mê hồn Đầu thai ở trong sáu cõi Xã thân thọ thân Làm những sự việc này Vì sao vậy? Phật nói rồi chỉ bởi vọng tưởng chấp trước Mà không thể chứng đắc Câu nói này phá hết rồi Chân thật chúng ta có vọng tưởng Chúng ta có phân biệt Chúng ta có chấp trước Liền bị những cái thứ này hại Tự tánh Trong tự tánh Thêm vào vọng tưởng Phân biệt chấp trước Liền biến thành sáu cõi Luân hồi sáu cõi Nếu chúng ta muốn ra khỏi sáu cõi, ra khỏi sáu cõi, phải đem những thứ chùm gởi này bỏ đi. Cho nên Phật Bồ Tát Tổ sư đại đức dạy chúng ta buông xả. Trước tiên phải buông xả chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Buông xả chấp trước thì sao cõi không còn sao cõi là giả không phải là thật giống như nằm mộng vậy bạn từ trong mộng tỉnh lại cái đầu tiên là thân kiến nhất định phải biết thân không phải là chính mình thân là cái gì thân là sở hữu của ta không phải là ta giống như y phục vậy y phục không phải là ta là sở hữu của ta ta sở hữu thì buôn sở rất dễ dàng y phục của ta đổi một bộ rất tự tại biết được nó không phải là ta nếu như ta chân thật tường tận rồi cái thân này không phải là ta thân này đã dùng mấy mươi năm rồi dùng già rồi dùng cũ rồi không còn sử dụng tốt nữa đổi cái khác cái thân này không cần đổi một cái thân khác cũng giống như đổi một bộ y phục vậy cho nên không còn khiếp sợ đối với sanh tử nữa biết được sanh tử là đổi một bộ y phục đổi một thân thể mới cái đổi này có người đổi được rất tốt càng đổi càng tốt có người đổi rất kém thân người mất đi rồi đổi lấy cái thân súc sanh đổi lấy cái thân ngạ quỷ thì thì đổi sai rồi cho nên trong sáu cõi phải xem trọng nhân quả cái nhân quả này chính là thiện ác nhân thiện cảm thiện quả thân thể của bạn càng đổi càng tốt nhân ác cảm ác báo đổi cái thân thể là càng đổi càng xấu việc này không thể không biết phật ở trong sáu cõi giáo hóa chúng sanh cái đầu tiên là vậy chúng ta giữ được thân người đổi cái thân vẫn là đổi được thân người hoặc giả đổi một cái thân trời hướng nâng lên trên không để bạn hướng xuống đọa lạc tại vì sao hướng xuống đọa lạc tham sân si thì hướng xuống đọa lạc tâm tham nặng thì đổi thân gì đổi thân quỷ Người tâm sân hận nặng Đổi thân địa ngục Người ngu si nặng Đổi thân xúc sanh Đổi đến thân của ba đường ác Chúng ta rất không bằng lòng Đi làm quỷ Làm xúc sanh Tuy là bạn không bằng lòng Nhận chịu loại quả báo này Thì bạn phải đem nhân Của loại quả báo này Trừ đi Nhân của ba loại khổ báo này là gì? Tham sân si Cho nên Phật dạy chúng ta Cần tu giới định tuệ Diệt trừ tham sân si Vì thì bạn chắc chắn không đọa ba đường ác Đây là đệ tử Phật chân chánh Chúng ta tuy là không có năng lực siêu diệt sáu cõi luân hồi Ở trong sáu cõi Chính là qua lại hai cõi trời người Không ngừng hướng năng lên trên Đó chính là không ngừng phải buông xả Không buông xả không được thân kiến đây là thứ nhất cái thứ hai là biên kiến biên kiến là cái gì dùng một cách nói đơn giản chính là đối lập hai bên hai bên thì đối lập cái thứ này là gốc của hết thảy phiền não cho nên chúng ta phải nỗ lực đem nó buông xả trước tiên buông xả không đối lập với người không luận là người nào người thân cũng tốt người thân đương nhiên sẽ không đối lập oan gia đối đầu đều không đối lập họ đối lập với ta ta không đối lập với họ Không đối lập với tất cả việc Không đối lập với tất cả dạng vật Không đối lập Thì thống nhất Thống nhất lại hai bên Thống nhất đến chỗ nào Thống nhất đến chính mình Bạn xem Trong Hoàng Nguyên Quán nói với chúng ta Khắp pháp giới Hư không giới Tất cả dạng sự dạng vật Quan hệ với chúng ta là gì? Một thể Trong một thể không có đối lập Đều là một Tự tánh thanh tịnh Viên minh thể Biến hiện ra Cái việc này Không dễ hiểu Trong Kinh Phật Thường hay dùng thí dụ để nói Để chúng ta từ ngay trong thí dụ Mà ngộ nhập Chân tướng sự thật Thí dụ được nói nhiều nhất Đó là mộng Mộng huyễn bào ảnh Lấy mộng làm chủ Huyễn bào ảnh Là hỗ trợ chủ yếu chính là dùng mộng để làm thí dụ vì sao vậy mỗi một người đều có kinh nghiệm nằm mộng người thế gian chúng ta có kinh nghiệm nằm mộng người trời dục giới cũng có kinh nghiệm nằm mộng phật dùng cái thí dụ này hay trong mộng có hay không có thật có sự việc như vậy sau khi tỉnh lại rồi thì sao sau khi tỉnh lại rồi thì không còn sau khi tỉnh lại không có chúng ta nghĩ xem ngay khi chúng ta nằm mộng có hay không đương nhiên cũng là không có trong mộng mộng thấy rất nhiều người mộng thấy rất nhiều việc cũng có cây cối hoa cỏ Núi sông đất đai Có quan hệ gì với chúng ta Cái quan hệ này là một thể Khi nằm mộng thấy đều có Khi tỉnh lại rồi thì thấy đều không Một thể Đồng thời khởi Đồng thời diệt Giống như trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói Đường xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận đây là chân tướng sự thật cho nên nếu biên kiến không còn bạn liền khẳng định cả thể vũ trụ cùng chính mình là một thể đây là phật tri phật kiến bạn làm sao có thể không yêu người bạn tự nhiên là có thể xả mình vì người vì sao vậy người cùng ta là một thể vì người chân thật là vì chính mình tổn người là chân thật tổn chính mình đây là chân tướng sự thật nếu như có biên kiến có đối lập chúng ta biết đối lập phát triển nâng cao lên chính là mâu thuẫn mâu thuẫn nâng cao lên chính là xung đột xung đột nâng cao lên chính là đấu tranh đấu tranh nâng lên cao chính là chiến tranh vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng muốn hóa giải chiến tranh hóa giải xung đột từ chỗ nào mà hóa giải buông xả biên kiến thì vấn đề chân thật hóa giải rồi cho nên chúng ta không thể không xem trọng đối với điều này ngoài cái việc này ra người trung quốc chúng ta nói thành kiến một người nào đó thành kiến rất sâu đây đều là sai lầm trong tự tánh không có thành kiến trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể Không có thân kiến Không có biên kiến Không có thành kiến Thành kiến phân làm hai loại Thành kiến trên nhân Thành kiến trên quả Thành kiến trên nhân gọi là Giới thủ kiến Thành kiến trên quả gọi là Kiến thủ kiến Đều là trong tự tánh Không có đây là cái gì đơn giản mà nói tự cho là đúng chấp trước nghiêm trọng vì mới sanh ra xung đột mới tạo ra rất nhiều tội nghiệp một loại sau cùng gọi là tà kiến chính là ngoài bốn loại lớn mà phía trước đã nói bao gồm tất cả kiến giải sai lầm đều quy vào trong đây đây gọi là năm loại kiến hoặc cái loại này buông xả liền vào cửa phật rồi thật vào cửa vào cửa thì gọi là thánh nhân tiểu thánh thánh nho nhỏ thánh nhỏ thì rất đáng quý tuy là vẫn chưa ra khỏi sáu cõi luân hồi chắc chắn không đọa ba đường ác vì sao vậy kiến giải của họ chính xác Loại kiến giải này của họ Có thể khống chế Tham sân si Tham sân si tuy là chưa đoạn Nó không phát tác Họ có cái năng lực này Cho nên Họ không đọa vào ba đường Nhân gian thiên thượng Bảy lần lai giảng Tư hoặc Cũng đoạn rồi Cũng buông xả rồi tư hoặc là cái gì tư tưởng sai lầm tham sân si mạng nghi năm loại này tham sân si mạng dễ hiểu cái hoài nghi đó nghi là gì nghi là hoài nghi thánh giáo hoài nghi đối với kinh điển của phật bồ tát hoài nghi đối với giáo huấn của cổ thánh tiên hiền hiện tại rất nhiều rất phổ biến cho rằng thứ của cổ thánh tiên hiền là quá khứ không phù hợp với xã hội hiện đại cho nên họ không sanh khởi được lòng tin Họ không biết Những giáo huấn của cổ tánh tiên hiền đó Là từ trong tự tánh lưu xuất ra Là tánh đức Phạm là tánh đức Chắc chắn là siêu dược thời không Nó không bị hạn chế không gian Nó không bị thời gian hạn chế Không bị không gian hạn chế không luận ở nơi nào nó đều là chuẩn xác ở trung quốc là chính xác ở nước ngoài cũng chính xác ở trên cái địa cầu này là chính xác ở trên cái tinh cầu khác là chính xác vĩnh hằng bất biến siêu vượt không gian siêu thời gian là ba ngàn năm trước là chính xác ngày nay ba ngàn năm sau vẫn là chính xác dạng cổ thường tân đây gọi là chân lý bằng làm sao có thể nói nó là đồ cũ sử dụng không tốt đây là quan niệm sai lầm nghiêm trọng chúng ta đọc được chỗ này trong Hoàng Nguyên Quán biết được Phía trước nói trong ba loại châu biến Chúng ta đã từng học qua Rất nhiều người gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật Thịnh giáo giới Thích Ca Mâu Ni Phật Vô số nghi nan tạp chứng Phật làm sao giúp chúng sanh Giải quyết nan đề Một chữ được rồi Phía trước nêu ra một thí dụ Một vi trận Liền có thể đem hết thảy vấn đề Giải quyết hết Việc này phía trước chúng ta đã đọc qua chúng ta tin tưởng trong nhất trần hàm chứa vô lượng vô biên pháp môn bạn không biết được nhất trần như vậy nhất thiết trần cũng là như vậy nhất pháp như vậy nhất thiết pháp đều như vậy. Cho nên Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Ở trong đây quan trọng nhất là phải đem môn hộ chi kiến của pháp môn đột phá. Pháp môn sở dĩ không bình đẳng, pháp môn sở dĩ không giải quyết được vấn đề tâm bệnh xảy ra ở chỗ nào xảy ra ở môn hộ chi kiến môn hộ chi kiến là gì bạn thử nghĩ xem có phải là phân biệt có phải là chấp trước hay không có hai thứ này thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi học vấn thiên đại giải quyết vấn đề thì hạn cuộc mà còn lưu lại di chứng về sau vì sao vậy không xứng tánh trái với tánh đức ở trung quốc bạn xem lão tổ tông của chúng ta ngàn vạn năm trước tuy là không có văn tự không thể nói họ không có văn hóa không thể nói họ không có giáo dục họ có đạo họ có đức có nhân, có nghĩa Họ tương ưng với tánh đức Những gì lưu lại cho chúng ta Chúng ta đem nó quy nạp lại Quy nạp lại thành một chữ Ở Trung Quốc chính là chữ hiếu Bạn có thể nói cái chữ hiếu này Đầu của mấy ngàn năm trước người hiện tại có cần đến hay không không cần không cần thì thiên hạ đại loạn rồi hữu dụng người người đều nói đến hiếu để thì xã hội này tường hòa giữa người và người không có tranh đấu lẫn nhau tương thân tương ái xã hội là an định xã hội là hài hòa làm sao không tốt chứ bạn có thể nói nó không hữu dụng sao ở trung quốc có lịch sử ghi chép đã dùng qua năm ngàn năm không xảy ra vấn đề hiện tại không dùng thì có vấn đề nói tường tận một chút giáo dục cổ thánh tiên hiền tóm lại không ngoài luân lý ngũ luân ngũ thường tứ duy bát đức nói hết rồi cho nên ở trong phật pháp tam quy ngũ giới thập thiện cũng đã nói hết rồi nói được đơn giản hơn so với trung quốc thập thiện nghiệp đạo vừa mở rộng vừa triển khai Tiểu thừa ba ngàn oai nghi Đại thừa Bồ Tát Tám dạng bốn ngàn tế hạnh Vừa triển khai ra Tám dạng bốn ngàn tế hạnh Thâu nhiếp lại Chính là mười nghiệp thiện Là cương lĩnh Không nhiều Tam, 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 tam quy là gì? Tam quy là giác chánh tịnh. Tam quy là văn tư tu. Tam quy là giới định huệ. Một thể Một sự việc Tam quy ngũ giới thập thiện Nói một sự việc chính là nói thể tướng dụng của tự tánh thanh tịnh viên minh thể thế xuất thế gian pháp không ngoại lệ đều là nói ngay chính mình đây là chúng ta trước tiên phải đem nó làm cho rõ ràng làm cho tường tận cho nên không nên xem thường cái thứ này tam quy ngũ giới là công cụ chiếc bè lìa khổ được vui là thú hướng căn bản của đại niết bàn ừ. trong kinh đại thừa đem ý nghĩa của niết bàn nói sâu không phải các tôn giáo ấn độ thời đó cùng trong học thuật đã nói hàm nghĩa của niết bàn phật đem nó mở rộng nói được càng viên mãn đại nói là pháp thân đại bác niết bàn diệt là nói giải thoát độ là nói bát nhã chỗ này nói được rất hay thích ca mâu ni phật ra đời đưa ra ba định nghĩa cho niết bàn Pháp thân bát nhã giải thoát Đây là mục tiêu cuối cùng Của người học Phật chúng ta Chúng ta hy vọng chứng Pháp thân Trong Pháp thân Có trí tuệ viên mãn Trong Pháp Thân Không có khổ Lìa tất cả khổ ách Không khổ Đó chính là lạc Loại giải thích này của Phật Chính là trong Đại Thừa Giáo gọi là Tam Đức Bí Tạng Pháp thân bát nhã giải thoát Ba đức này Tánh đức Bí mật Ẩn ở, ở trong tự tánh Khi Đại sư Huệ đang khai ngộ Nói Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ Đầy đủ cái gì? chính là đầy đủ ba đức bí tạng Người người đều có Tất cả chúng sanh Không một ai không có Ý nghĩa của chúng sanh này rất rộng Phạm hệ chúng duyên hòa hợp Mà sanh ra hiện tượng Khẳng định Đầy đủ Ba đức bí tạng Chúng duyên hòa hợp Mà sanh ra hiện tượng Động vật là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, thực vật cũng là, khoáng vật cũng là. Hiện tượng tự nhiên cũng là. Chúng ta ngẩng đầu nhìn mây trên không trung. Đám mây cũng là. Có ba đức bí tạng ở trong đó không? Có. Trong một chiếc lá có hay không? Có. Trong một hạt vi trần có hay không? Có Trong một giọt nước có hay không? Có Hết thảy đều có Đều bình đẳng như nhau Hơn nữa còn có một bí mật Nó tại vì sao gọi là tàn Trong bộ phận có bí tạng của toàn thể Việc này người thông thường chúng ta không thể biết được trong một hạt vi trận có tin tức của khắp pháp giới hư không, không giới cho nên phật nói một là tất cả tất cả là một một cùng tất cả là bình đẳng tất cả không nhiều một cũng không ít nhiều cùng ít là một không phải hai việc này rất không dễ gì lý giải nó là chân tướng sự thật kinh đại niết bàn nói với chúng ta niết bàn có bốn loại đại lạc chúng ta tại vì sao muốn học phật học phật chính là phải chứng đại bác niết bàn tại vì sao phải chứng đại bác niết bàn đại bác niết bàn có bốn loại đại lạc chúng ta có cần hay không việc này rất vụ hoặc người bốn loại đại lạc này loại thứ nhất vô khổ lạc là... thế gian này chúng ta quá khổ rồi họ không có khổ giải thích đơn giản vô khổ lạc giả vì vô thế gian chi khổ lạc giả Khổ của thế gian là gì? Ba khổ, tám khổ Việc này đến Kinh Phật thường nói Ba loại khổ là khổ khổ Hoại khổ Hành khổ Phật đem hết thảy tất cả khổ Phân làm ba loại lớn Trong khổ khổ nói tám loại tám khổ trên thực tế tám khổ chỉ là một loại trong ba khổ 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 tám khổ là gì xanh lão bệnh tử người nào có thể tránh khỏi ngoài bốn loại này ra còn có bốn loại cầu bất đắc khổ oán tánh hội khổ quan gia đối đầu những việc bạn không ưa vẫn cứ phải gặp ái biệt ly khổ người bạn thân yêu sự vật bạn ưa thích bạn không thể giữ được thường hay mất đi Cái sau cùng Ngủ ấm xí thành khổ Ngủ ấm xí thành là gì? Là phiền não Trong có phiền não Ngoài có mê hoặc Bạn không cách gì khống chế Khởi tâm động niệm Trên kinh địa tạng nói Không gì không là nghiệp Không gì không là tội Đây là nhân của tất cả khổ Tám khổ bảy loại phía trước là quả Loại sau cùng là nhân Hoại khổ là nói trời sắc giới Người trời sắc giới Khống chế được Thất tình ngũ dục rồi Vì sao vậy? Có được thiền định Sức định à, tuy là không thể đoạn dứt phiền não họ có thể khống chế được phiền não không khởi tác dụng cho nên họ không có tám khổ tuy không có tám khổ họ có hoại khổ Vì sao vậy? Họ vẫn là có thọ mạng Thọ mạng tuy là dài thỏa mạng đến rồi định lại mất đi khổ lại hiện tiền đây không phải là biện pháp hành khổ là đối với vô sắc giới mà nói bởi vì vô sắc giới họ ngay đến cái thân này đều không cần chân thật là cao cấp phàm phu Chúng ta đọc được ở trong Lão Tử. Lão Tử đã từng nói qua một câu nói như thế này: Ta có đại hoạn, vì ta có thân, ta có mối lo lớn nhất là gì? Bởi vì ta có cái thân này. Không có cái thân thật, thật tốt. Không có thân thể, bớt được rất nhiều việc. Trời vô sắc giới chính là không có thân thể không có thân thể họ không cần phải ăn uống họ không cần phòng nhà để cư trú trời sắc giới có thân thể họ không cần tài sắc danh thực thùy cái thứ này họ buông xả rồi họ có thân thể có thân thể thì có hoàn cảnh cư trú thì có cung điện cung điện sẽ hoại thỏa mãn đến thì thân thể sẽ mất đi cho nên họ có hoại khổ vô sắc giới không có thân thể không cần có cung điện tốt quá tại vì sao nói hành khổ họ không thể vĩnh viễn gìn giữ phía trước chúng ta nói qua phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên cái thọ mạng này rất dài Tám dạng đại kiếp Tám dạng đại kiếp là rất dài Nó nhất định sẽ đến Tám dạng đại kiếp đến rồi thì phải làm sao? Đến rồi họ phiền não liền khởi hiện hành Họ không thể khống chế Gọi là hành khổ Cho nên Phật nói Tam giới thống khổ Việc này phải nên biết Biết được tam giới khổ Vì chúng ta nhất định phải phát cái tâm Ta phải thoát ly tam giới Ta vĩnh viễn ly khai Tam giới Cầu ra khỏi tam giới Đây là đúng Là chính xác Thoát ly tam giới Chính là thoát ly sáu cõi luân hồi Khổ vui thế gian liền không còn Thế gian khổ là thật Vui thế gian gọi là hoại khổ Cái vui này họ cũng không thể giữ được dài lâu Cho nên cái vui của thế gian Tức là nhân khổ Lời nói này là thật Không giả chút nào Người xưa Trung Quốc nói tu dưỡng quân tử cầu đạm bạc đó chính là khổ vui hai bên đều xả nhà đạo đặc biệt chú trọng loại tu này Không chỉ đảm bạc danh lợi Tất cả thọ dụng Thấy đều là cầu đảm bạc Tu dưỡng thiên tánh của chính mình Giữ gìn thuần thiện Thuần tịnh của chính mình ở trong phật pháp rất giống tu hành của tiểu thừa chú trọng tự lợi không bằng lòng lợi tha không giống như đại thừa đại thừa là chủ động Đi làm lợi ích chúng sanh Thế nhưng phải nên biết Đại thừa ở trên tiểu thừa Nếu như Trong tâm bạn Không thể nào Đảm bạc danh lợi Bạn học đại thừa Bạn học được khẳng định có sai lệch Không những không thể lợi tha Cũng không thể tự lợi vậy thì bạn sai rồi Cho nên Thế Tôn dạy người Trước học tiểu thừa Sau học đại thừa Có đạo lý Trước tiên buông xả Buông xả triệt để thất tình, ngũ dục Thấy đều buông xả Sau đó bạn mới có năng lực Có đức hạnh Có sức định Có trí tuệ Bạn mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Bạn có thể Hòa quang hồng trần Với tất cả chúng sanh Nhìn bên ngoài giống như nhau Bên trong thì hoàn toàn khác nhau Bên trong cái gì Phàm phu họ nhiễm bạn không nhiễm Bạn vĩnh viễn giữ gìn thanh tịnh Bình đẳng giác Không một chút nhiễm trước Gọi là Đại Thừa Bồ Tát Cùng đồng ở chung với tất cả chúng sanh nơi hồng trần Có tổn hại gì đối với bạn hay không? Một chút tổn hại cũng không có Vì sao vậy? Bạn vĩnh viễn trụ ở nơi phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng người như vậy mới có thể học đại thừa bồ tát phổ độ chúng sanh ngay trong lúc phổ độ chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình cái nghiệp chướng này là tập khí nâng cao cảnh giới của chính mình Không phải loại tu hành này Không thể chứng được viên mãn Kinh Hòa Nghiêm Sau cùng Trong 53 tham đã thị hiện Chính là cái sự việc này Bồ Tát làm thế nào tu thành quả đức cứu cánh viên mãn không thể rời khỏi chúng sanh ngày ngày ở chung với chúng sanh trải sự luyện tâm trải sự là trải qua bạn không trải qua cái sự việc này bạn làm sao biết được bạn chân thật có thành tựu khi trải sự luyện tâm biết được Sư là giả Tâm là thật Đó không phải là vọng tâm Là luyện chân tâm Chân tâm khởi tác dụng Không phải vọng tâm khởi tác dụng Họ mới có thể đạt đến cảnh giới cứu cánh viên bản Thông thường phạm phúc chúng ta không thấy ra Cho nên hoa nghiêm bộ kinh này Chân thật là cứu cánh viên mãn Có lý luận của cứu củ cánh Có phương pháp chu duyên Phía sau còn làm ra kiểu dáng cho chúng ta xem Biểu diễn năm xưa tiên sinh phương đông mỹ đem bộ kinh này giới thiệu cho tôi ông nói sách này viết được quá hay toàn thế giới không tìm ra được loại thứ hai mang tính biểu diễn cho nên vì sao sau khi tôi học phật xem tứ thư liền có cái cảm giác này chu phu tử viết tứ thư cái linh cảm đó có thể chính là từ trên kinh hoa nghiêm mà có được việc này rất có thể bởi vì họ thân cận cửa phật những tổ sư đại đức này bạn xem biên tập tứ thư trung dung là luân lý đại học là phương pháp luận ngữ Khổng phu tử làm thiền tài đồng tử biểu diễn Mạnh tử là mạnh phu tử Cũng là thiền tài đồng tử biểu diễn Đem phương pháp lý luận của học dung Thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày Làm ra cho chúng ta xem Rất giống 53 tham Nó thật quá giống với Kinh Hoa Nghiêm Cho nên trở thành sách giáo khoa tốt nhất Trung Quốc gần như ngay trong hơn một ngàn năm nay Biến thành giáo trình tu học Chủ yếu cho người đi học Phía sau, Ngài dẫn kinh sách Cố kinh dân Bất đoạn lạc giả Tắt danh di khổ Dĩ đoạn lạc cố Tắt vô hữu khổ vô khổ vô lạc nải danh đại lạc thử tức niết bàn chi đại lạc giả lời nói này chúng ta rất không dễ hiểu thế gian loài vui này phải đoạn vì sao vậy Chúng ta nhất định phải biết Người thế gian Tất cả cái vui là Có từ bên ngoài Chân là trong tự tánh Trong luận ngữ câu đầu tiên nói ra Học nhi thời tập di Bất diệt duyệt hồ Cái vui của thánh hiền Cái vui niết bàn từ đó mà có là từ học tập mà có Là từ bên trong phát ra bên ngoài Không phải từ bên ngoài đến Bên ngoài đến là gì? Bên ngoài đến là tác động Thí dụ như hiện tại Chích xì ke Gây nghiện Họ tìm kích thích Tại vì sao họ phải phục độc Họ cho rằng đó là vui Cái thứ đó có tác dụng phụ Ngày nay người thế gian không hiểu được Tầm cầu cái vui bên ngoài Đích thực giống như chích xì ca Giống như phục độc vậy Sao cái vui khổ liền đến Cho nên vui là nhân của khổ Chúng ta đem thế gian loại hưởng lạc này Vui của năm dục sáu trần Đem nó xả bỏ Cái khổ của bạn liền không còn Tại vì sao có thể như vậy Chúng ta thử nghĩ xem Hưởng thụ cái vui trong năm dục sáu trần có thể dẫn khởi tham sân si ba độc phiền não hay không? Nếu như trong lúc hưởng lạc sẽ dẫn khởi phiền não của tham sân si mạng thì thì đó không phải là chân lạc. Phiền não tham sân si mạng thì tạo nghiệp bạn có nghĩ đến quả báo tương lai hay không những thí dụ này những đại đức giảng kinh dạy học tôi thường hay nghe họ vận dụng thí dụ vào ngay trong đời sống thực tế Người hiện tại Ăn uống vui vẻ Họ cho rằng đây là vui Họ không biết được Bệnh từ miệng mà vào Quả từ miệng mà ra Đến khi tai nạn đến rồi Bệnh khổ đến rồi Hối hận Không kịp vui của niết bàn phàm phu không biết nói với phàm phu cũng nói không rõ ràng vì sao vậy họ từ trước đến giờ chưa cảm thụ được Người chân thật có thể cảm thụ được Đích thực không nhiều Người nào được người thật làm học tập giáo huấn của thánh hiền người nỗ lực thực tiễn họ có thể thể hội được càng là nỗ lực tôi tin tưởng họ thể hội được càng sâu thể hội được càng nhiều Nếu không nỗ lực học tập Phát ra tâm chân thành Từ trong nội tâm để học tập Họ không thể hội được Cho dù Ngày ngày đọc tụng Ngày ngày nghe giảng Nghe Phật Bồ Tát đến giảng Họ cảm thụ đều là có hạn Vì sao vậy? Họ có chướng ngại Chướng ngại của họ vẫn chưa trừ đi chướng ngại tóm lại mà nói vẫn là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước trừ đi rồi họ cảm nhận được chân là không phải là giả. Thường là ngã tịnh. Đây là bốn tánh đức của tự tánh cái lạc đó là gì cái lạc của niết bàn người đại tu hành đều là người thế gian tuyệt đỉnh thông minh trí tuệ họ không khờ các vị thấy họ như là người khờ thế gian vui như vậy mà không biết hưởng thụ muốn đi tu khổ hạnh bạn không biết được họ ở nơi đó có đại lạc những cái vui đó các vị có sánh thế nào cũng không thể sánh được bạn phải nên biết được bạn có thể giống y như họ bạn cũng đem hoang lạc thế gian toàn bộ xả hết trong đây có chân lạc trong kinh nói Bất đoạn lạc giả Tắt danh vi khổ Dĩ đoạn lạc Cố tắc vô hữu khổ Vô khổ vô lạc Nải danh Đại Lạc Thử tức niết bàn Chi Đại Lạc giả Vô khổ vô lạc Đó gọi là Đại Lạc Chỗ này vẫn không dễ gì lý giải Chúng ta nêu một thí dụ rõ ràng Thích ca mâu ni Phật vào cái cảnh giới này Vô khổ, vô lạc Thanh tịnh, tịch diệt đây là cảnh giới niết bàn chính mình đích thực đối với tất cả cảnh duyên cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự đối diện với những thứ này không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước Đây là chân lạc của tự tánh. Có người đến trình giáo với Ngài. Vấn đề vừa nêu ra. Ngài dùng trí tuệ tự tánh để giải đáp. có thể làm cho người nêu câu hỏi làm cho họ khi nghe câu trả lời này hoác nhiên đại ngộ. Cái hiện tượng của cái vui này liền bị bạn xem thấy rồi. Bạn xem thấy trí tuệ, bạn xem thấy phương tiện khéo léo bạn chân thật ở chỗ này xem thấy ngài tự hành hóa tha là viên mãn như vậy thù thắng đến như vậy từ chỗ nào mà ra từ trong tự tánh mà ra không phải từ đến bên ngoài cái thứ nhất là vô khổ lạc cái này đều là có thứ lớp nói với chúng ta theo thứ lớp đại học thứ hai đại tịch tịnh lạc vị niết bàn chi tánh thì đại tịch tịnh Dĩ kỳ diễn ly Nhất thiết hội náo pháp cố Vĩ đại tịch tình Danh di đại lạc Thử tức niết bàn di đại lạc Thanh tịnh tịch diệt Người thế gian chúng ta gọi là hưởng thanh phước là ở trong tịch tịnh chính là trong đại thừa giáo thường nói thiền duyệt Duyệt là hỷ duyệt Cái hỷ duyệt này từ chỗ nào mà ra? Từ ngay trong thiền định mà có Tịch tịnh chính là thiền định Đây là văn tự của Trung Quốc phạn văn Ấn Độ gọi là thiền định thiền duyệt là lạc là, là khoan hỷ Không phải từ bên ngoài đến Trong ngàn ngữ Trung Quốc có câu Người gặp việc vui Tinh thần sảng khoái Chúng ta biết được Tứ thiền sắc giới Trong sáu cõi Thiên nhân trời sắc giới Họ không có ăn uống. Năm dụng, không có. Tài, không cần đến. Sắc, không cần đến. Không có. Danh, không cần đến. Ăn, cũng không cần. Ngủ, cũng không cần. Họ không có ngủ nghỉ. Họ cũng không ăn uống. Họ dùng cái gì để nuôi thân thể? Thiền duyệt. Ngạn ngữ có câu Người gặp việc vui Tinh thần sảng khoái Con người nếu gặp những việc vui Thì đặc biệt có tinh thần Cái hỷ sự này Hỷ sự thù thắng nhất là Thiền duyệt Quan hỷ trong thiền định Loại dưỡng chất này Không từ bên ngoài đến Loại dưỡng chất này là từ trong tự tánh Giống như nước ngầm trào phúng ra vậy Phật Pháp Đại Thừa Đích thực Không thể nghĩ bàn Ngay cả dưỡng chất cần cho thân người chúng ta Đều không cần cầu từ bên ngoài Thật được hay không? Chúng ta thử xem. Đại đức, thiền tông, cần đại, Lão Hòa Thượng, hư dân, Còn có rất nhiều người biết. Người ở núi Kê Túc thì càng tường tận. Lão Hòa Thượng ngày, Thời gian ngày ở nơi đó, tương đối dài lão Sư hòa thượng hư dân ngồi thiền vào định việc này mọi người đều biết thường hay khi vào định nửa tháng một tháng trong thời gian dài như vậy ngài không có ăn uống ngày không có ăn thức ăn sau khi xuất định tinh thần tràn đầy hơn nữa thường hay nói với mọi người dường như tôi ngồi mới có một lát thì tôi xuất định rồi vừa hỏi người khác thì nửa tháng rồi một tháng rồi Ngày cho nên cảm thấy thời gian rất ngắn Cho nên thời gian không phải là thật Ngày ở trong đình cảm giác thời gian khoảng một bữa cơm Nhân gian chúng ta có thể là 10 ngày Hay nửa tháng Cảm giác của Ngài chính là như vậy Từ cái chỗ này Chúng ta có thể thể hội được Thiền duyệt vi thực Lời của nhà Phật Là tịch tịnh Loại lạc thứ ba là Đại Tri Lạc Vì chư Phật Như Lai Hữu Đại Trí Tuệ Ư ừ nhất thiết pháp Tất tri tất kiến Danh di Đại Lạc Đây cũng là vui của Niết bàn trí tuệ Đức năng Tướng hảo Không phải từ bên ngoài đến Toàn là trong tự tánh vốn sẵn Đầy đủ Trong Phật Pháp thường nói Ẩn hiện Khi không có duyên Thì nó ẩn Ẩn ở, ở đâu? Ở trong tự tánh Thế nhưng tự tánh Không có bất cứ thứ gì Tự tánh Không phải tinh thần Cũng không phải vật chất Cho nên hiện tượng tinh thần Cùng hiện tượng vật chất Ở trong tự tánh tìm không được Thế nhưng có duyên Nó có thể sanh dạng pháp cho nên phật pháp nói dạng pháp là duyên sanh có duyên nó liền hiện dạng pháp không có duyên nó liền không hiện không hiện không thể nói nó không có hiện rồi không thể nói nó có hiện ra tướng tướng đều là huyễn tướng vì sao vậy nó từ vọng tưởng sanh ra trên kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh cái tâm tưởng đó là vọng tưởng vì sao vậy chân tâm lìa niệm chân tâm không có vọng tưởng cũng chính là nói trong chân tâm không có ý niệm chỉ cần là ý niệm đều là vọng niệm chánh niệm vô niệm vô niệm gọi là chánh niệm Tất cả Pháp từ vọng tưởng sanh Vọng tưởng sanh ra Pháp Thì làm gì là thật Làm gì có loại đạo lý này cho nên tất cả Pháp Đích thực là Mộng huyện bào ảnh Phật nói lời chân thật Với chúng ta Trên Kinh Kim Cang nói được rất hay Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tất cả Pháp hữu di Như mộng huyện bèo bọt Thời gian của nó tồn tại Như xương cũng như chớp Phần dạy chúng ta Ưng tác như thị quán Bạn có thể thấy như vậy Thì chính xác Thì bạn không thấy sai Cho nên tất cả Pháp Thế, có nên chấp trước hay không? Không nên Không thể chấp trước Tại vì sao không thể chấp trước? Vì nó không phải là thật Bao gồm thân tướng chính mình Cũng không phải là thật Cho nên chúng ta Phải giác ngộ Chúng ta mỗi ngày đi ngủ Đi ngủ phải nên có cách nghĩ như thế nào Tác như thị quán Khi tôi đi ngủ Ngày ngày đều nghĩ đến cái gì Cái chết Đi ngủ chẳng phải giống như chết hay sao Đến ngày thứ hai sáng sớm lại thức dậy Bạn nghĩ xem khi ngủ rồi không những thế gian này không có thứ gì là của chính bạn thân thể cũng không phải là chính mình bạn đi đến một cảnh giới khác trong mộng đi trong mộng cũng là một cảnh giới bạn đi đến nơi đó bạn đã đổi hoàn cảnh rồi thường hay có quan sát như vậy xanh tử liền nhìn thấu Khi sanh tử đến Bạn không khiếp không sợ Bạn không sợ chút nào Vì sao vậy? Rất bình thường Mỗi ngày ta đều làm như vậy mà Không hề khác nhau Đồng thời cảnh giác chính mình Thế suốt thế gian Tất cả Pháp Đều buông xả Buông xả là chính xác bạn muốn tham cầu là giả vì sao vậy chắc chắn tham không được nếu như chân thật có thể đạt được thì được phật cũng tán thành bạn đi tranh thủ không có được đây mới là lời thật chân tướng sự thật cho nên tất cả cảnh duyên hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh nhân sự đều là duyên phận phật đà dạy bảo chúng ta phải kết duyên phải kết thiền duyên phải kết pháp duyên không nên kết ác duyên không nên kết tình duyên của thế gian cái này không tốt kết pháp duyên kết thiền duyên phật bồ tát tổ sư đại đức giáo huấn cho chúng ta từng câu chân thật chân thật tường tận chân thật tin tưởng bạn liền quay đầu hướng đến đâu để cầu hướng trong tự tánh mà cầu Cho nên Phật Pháp gọi là nội học Thứ bên ngoài không cần thiết Thế Tôn năm xưa Vì chúng ta làm ra thị hiện Chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát Mà thể hội Thế Tôn Ngài thị hiện cái gì Hiện tại chúng ta gọi là phần tử tri thức Hiếu học Cầu tri Có mong muốn cầu trí Ngày từ 19 tuổi Rời khỏi gia đình Ngay cả dương gì Ngày cũng xả bỏ Đến bên ngoài cầu học Ấn Độ Những đại đức này Bao gồm trong tất cả học phái Tất cả tôn giáo Ngày đều thân cận quá đều học tập qua với họ Học hết 12 năm Thầy đều tham phỏng qua Khi không còn nơi nào học nữa Thế nhưng vấn đề chưa giải quyết Sáu cõi thì làm rõ ràng rồi Đương nhiên ngày cũng học qua Tứ thiền bác định Sáu cõi từ nơi nào mà ra Tại vì sao có thể có sáu cõi Ngoài sáu cõi ra Còn có thế giới nào hay không Đây đều là chúng ta thông thường Một người hiếu học Không tránh khỏi vấn đề này Ba cái vấn đề này Vào lúc đó Tôn giáo cùng học thuật đều không cách gì giải đáp. Trong tôn giáo, đêm trời tứ không xem là niết bàn. Hiểu sai rồi. Đêm phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Cho là khởi nguồn của vũ trụ Đây là hiểu lầm Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật buông xả Những thứ đã học 12 năm buông xuống Ở dưới cõi Bồ Đề vào thiền định sâu hơn Chúng ta biết được tứ thiền bác định chỉ là đem chấp trước buông xả công phu thiền định đem nó phục xuống phân biệt tạm thời buông xả khởi tâm động niệm cũng buông xả Đây là chúng ta ở trong Phật Pháp Đại Thừa Tường tận Cho nên nó không phải là Pháp Cú Cánh Phật buông xả 12 năm Đã học vào thiền định sâu hơn là gì? Không chỉ buông xả chấp trước Buông xả phân biệt Ngay khởi tâm động niệm đều buông xả Chúng ta biết được Đây chính là vọng tận hoàng nguyên hồi quy tự tánh trí tuệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền rồi thì giống như đại sư huệ năng vậy đại sư huệ năng vì chúng ta thì hiện không biết chữ không có đi học sau khi vừa khai ngộ chính là buôn xã buôn xã liền khai ngộ Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh Bạn đọc cho Ngài nghe Ngài đều hiểu Chúng ta biết đọc Không hiểu Ngài giảng dạy cho chúng ta Chúng ta cũng có thể khai ngộ Đây chính là nói cái gì Trí tuệ chân thật Không nhất định phải từ trên sách vở mà có được sách vở là một pháp phương tiện pháp chân thật pháp chân thật ở tự tánh cần phải trừ bỏ đi chướng ngại của tự tánh đây là dạy bạn buông xả cho nên buông xả chấp trước Không còn chấp trước với thế xuất thế gian Pháp Bạn liền thành chánh giác Gọi bạn là A-la-hán Thì sáu cõi không còn Bạn siêu diệt sáu cõi Bạn có thể đem phân biệt Buông xả Cũng chính là nói Không còn phân biệt đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian Bạn liền thành chánh đẳng chánh giác Gọi bạn là Bồ Tát Nếu như bạn chân thật có thể làm đến được Không khởi tâm, không động niệm Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian Bạn liền thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Người ta gọi bạn là Phật Đạt Giống như Đại sư Huệ Năng đã nói Việc này không liên quan gì với biết chữ hay không biết Với học kinh giáo hay không học kinh giáo Chỗ này gọi là giáo ngoại biệt truyền Phạm phu thành Phật Ở trên lý luận mà nói là khoảng một niệm Làm gì có thời gian chỉ cần bạn chịu buông xả Cho nên tôi ngay đời này Rất cảm tạ lão sư của tôi Đại sư Trương Gia Sự việc này Năm xưa là ngày đã dạy cho tôi Nhìn thấu Buông xả Thế nhưng thế nào vậy Tôi không hiểu Tôi đem ý nghĩa của Ngài thể hội được rất cả không biết được trong đây có mật nghĩa thế nhưng thông qua 58 năm tôi học phật 58 năm rồi 58 năm mỗi năm không ngừng từ trong kinh giáo mà nâng lên cao hiện tại mới hiểu được rõ ràng hiểu được tường tận đây gọi là giải ngộ Hiểu rõ ràng, hiểu tường tận Tôi vẫn không thể vào được cảnh giới này Nguyên nhân gì vậy? Chưa triệt để buông xả Buông xả rất nhiều Chưa triệt để Vẫn là chưa sạch sẽ Hiện tại muốn làm công phu Công phu hiện tại là phải triệt để buông xả Vẫn phải cầu sanh tịnh độ triệt để buông xả vẫn phải cầu sanh tịnh độ mới chân thật có thể giữ được nếu không cầu sanh tịnh độ mà nói vẫn ở trong sáu cõi mười pháp giới sợ chính mình không thể giữ được sanh đến thế giới cực lạc liền bảo toàn đạo lý hiểu được rồi thế sự liền sẽ thật làm điều sau cùng bất hoại lạc tốt vì như lai chi thân phi phiền não vô thường chi thân do như kim cang bất năng hủy hoại thân bất hoại cố danh di đại lạc đây là lạc thứ tư của niết bàn cái gì gọi là thân kim cang bất hoại kim cang đó là thí dụ Như Lai Chi Thân là thân gì? Phiền não vô thường chi thân Là thân nghiệp báo của chúng sanh sáu cõi Người trong sáu cõi Thầy đều là thân nghiệp báo Từ trời sắc giới Trời vô sắc giới không nói Họ không có thân tướng Từ trời sắc giới thẳng đến A Tỳ địa ngục Đều có thân tướng Cái thân tướng này từ đâu mà có Từ chấp trước mà ra Phiền não chính là phân biệt chấp trước Vô thường Sát na sanh diệt không phải vĩnh hằng tồn tại, cho nên nhất định phải nên biết chân tướng sự thật là sát na sanh diệt trong thế giới cảm quan của chúng ta là loại tương tợ tướng tiếp nối tướng sát na sinh diệt, không phải chân thật tiếp nối, tiếp nối tương tự. Vì sao vậy? Mỗi một niệm không như nhau, niệm niệm không như nhau. Thế là tướng mà nó hiện ra, mỗi tướng không như nhau. Đích thực Giống như chúng ta xem điện ảnh vậy Giống như tướng hiện Ở trên màn bạc vậy Tốc độ của màn bạc rất chậm Một giây 24 lần sanh diệt Chính là một giây đồng hồ trên màn bạc Cái phim gốc này Đổi 24 tấm Phạm phu chúng ta Tốc độ của mắt thấy Không nhìn như nó Cho rằng nó là chân thật Cho rằng nó là động Kỳ thật thế nào Mỗi tấm đều không động Trong đèn chiếu Chiếu ra từng tấm đều không động Nó đổi được quá nhanh Chúng ta cho rằng nó đang động Không có tấm nào là động Hiện tại Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Phạm Phu tâm có sở niệm Cái niệm này rất thô Chúng ta khởi tâm động niệm Nghĩ một sự việc Nhớ một sự việc Phật hỏi trong một niệm này Có bao nhiêu Niệm vi tế Cái niệm này là bạn có thể quan sát được Niệm vi tế thì không thể quan sát được Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Hiện tại chúng ta vừa tính toán Khái lược tính toán Một giây một ngàn hai trăm tám mươi triệu lần Sanh diệt Bạn xem màn ảnh Của điện ảnh một giây hai mươi bốn lần Bồ Tát Di Lặc Nói với chúng ta Cái cảnh giới hiện tiền này của chúng ta Một giây là một ngàn hai trăm tám mươi triệu niệm Bạn phải ghi nhớ Mỗi niệm đều không như nhau Mỗi một niệm đều có một tướng phần, đều xuất hiện cảnh giới tướng. Cái cảnh giới tướng này tùy theo ý niệm sanh diệt. Ý niệm khởi lên nó khởi, ý niệm diệt nó diệt. Cái ý niệm thứ hai lại khởi lên. Mỗi niệm không như nhau. Cho nên cảnh giới tướng của nó cũng là mỗi niệm không như nhau cái chân tướng sự thật này phải hiểu được rất tốt đối với việc tu hành của chúng ta mỗi mỗi đều là độc lập cho nên không thể chấp trước Bồ Tát Di Lặc thì khuyến cáo chúng ta nghe nói ý niệm quá di tế không thể chấp trì Chúng ta ở trong cái huyện tướng này Sanh khởi tâm chấp trước Ý niệm khống chế Ý niệm chiếm hữu Thì sai rồi Không nên vậy Đó là gì vậy Bạn sanh khởi cái ý niệm này Thì tạo nghiệp Giống như trên kinh địa tạng đã nói Chúng sanh diêm phù đề Khởi tâm động niệm Thấy đều là nghiệp Thấy đều là tội không khởi tâm không động niệm là phật cảnh giới phật có khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước cảnh giới bồ tát có khởi tâm động niệm có phân biệt có chấp trước là cảnh giới của a la hán ở trong cảnh giới Có khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Đó là phàm phu sáu cõi Bạn xem Ở trên kinh điển Phật nói được rõ ràng như vậy Tương tận như vậy Nếu chúng ta muốn siêu phàm nhập thánh Nếu muốn hồi phục tánh đức Trí tuệ đức năng Trong tánh đức Ngay tướng hảo đều là viên mãn không cần cầu bên ngoài bên ngoài chắc chắn là cầu không được việc này phải biết bên ngoài bạn cầu được vẫn là bạn chính mình đang tạo nghiệp trong nghiệp báo có tác dụng phụ trong nghiệp báo có vô lượng khổ chỗ này nói thân không phải là nhục thân vì sao vậy nhục thân có sanh diệt đây là thân gì vậy chúng ta nhất định phải biết là pháp thân đúng vậy pháp thân mới là thân thật của chính mình pháp thân không có vọng tưởng phân biệt chấp trước pháp thân có tướng hay không có tướng thì có hủy diệt thì có sanh diệt không có tướng cho nên họ không có sanh diệt không có tướng họ không thể bị hủy hoại Họ là chân thân Họ có thể hiện ra tất cả tướng Như Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân 32 đó không phải là số tự Là đại biểu viên mãn đại viên mạng ba mươi hai loại đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ bạn xem thật tự tại bởi vì pháp thân vô tướng ngài có thể hiện tất cả tướng nếu như có tướng thì ngài không thể hiện tướng có tướng là gì ngài có chấp trước thì ngài không thể hiện tướng Ngài không có tướng Năng hiện tất cả tướng Làm sao hiện Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Trong tâm chúng sanh nghĩ tướng gì Ngài liền cùng với họ khởi lên cảm ứng Tương thông Hiện ra tướng như thế đó Cho nên chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Tịnh độ tông Nói bốn độ, ba bậc, chính phẩm. Pháp thân là gì? Pháp thân là thường tịch quan tịnh độ. Thường tịch quan. Trong Kinh Đại Thừa cũng đem nói dịch là Đại Quang Minh Tạng. Một mạng quang minh. Cái quang minh này là tự tánh là tánh quan quan nhu hòa sẽ không đau mắt cái từ trường của quan này rất mỹ diệu đó là hưởng thụ đó là an lạc tràn đầy trí tuệ không lúc nào không tồn tại không nơi nào không có Ngày này chúng ta là khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước Chính là trước thường tịch quan Khởi lên một loại chướng ngại Giống như là nổi lên một đám mây Giống như đám mây che mất đi Thường tịch quan không thể hiện tiền Không thể hiện tiền biến ra cái gì Biến thành tối tâm Gọi là vô minh Ngày này chúng ta xem thấy Nếu như không có mặt trời không có các gì sao Không có ánh đèn một mảng tối tâm Gọi là đại tối tâm Đây gọi là vô minh Vô minh từ đó mà có Một niệm bất giác mà sanh ra Khi vô minh phá rồi bằng dịch diễn không thấy tối tâm Một mảng quang minh Đây là pháp thân Đây là chân thật chính mình Khởi tâm động niệm nó hiện tiền Hiện dạng pháp Liên hiện vũ trụ Liên hiện xâm la dạng tượng Ta cũng hiện tiền Cũng giống như nằm mộng vậy Các vị thử nghĩ xem Có lần nào nằm mộng mà không có chính mình Ta đến từ lúc nào Ta cùng vũ trụ đồng thời sanh ra Không có trước sau cái đạo lý này rất sâu đây là chân tướng sự thật sau khi bạn khế nhập cảnh giới này thì bạn biết vĩnh diện bất hoại bạn xem ngài nói vô khổ tịch tình, tình đại tri bất hoại Đây là tự tánh Đây là thiền tông nói Mặt mũi trước khi cha mẹ Chưa sanh ra Học Phật không gì khác Vọng tận hoàn nguyên hoàn nguyên là quay về Đến Đại Niết Bàn Thành tựu viên mãn Quay về đến Đại Niết Bàn Khởi tác dụng Chân thật là không thể nghĩ bàn Chúng sanh của mười pháp giới Chúng sanh ở nơi nào có cầu Thì bạn liền ứng ở nơi đó Giống như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy Ngàn nơi mong cầu, ngàn nơi ứng Không chỉ ngàn nơi Bạn liền có thể làm ra vô số thị hiền Để phổ độ chúng sanh Bạn nói xem việc này an lạc dường nào bốn đức của niết bàn chúng ta chỉ học đến chỗ này